Trung Quốc cam kết trợ giúp 60 tỷ Mỹ Kim cho châu Phi. Nhân thượng đỉnh Trung Quốc-Châu Phi lần 2 ngày 4 tháng 12 năm 2015 tại Johannesburg, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều hứa hẹn trợ giúp châu lục này trên nhiều lĩnh vực, trong đó có khoản viện trợ 60 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu dưới hình thức vốn vay. Ngay tại buổi khai mạc thượng đỉnh, Chủ tịch Trung Quốc thông báo Bắc Kinh quyết định cấp hỗ trợ tài chính 60 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 5 tỷ vay với lãi suất 0% và 35 tỷ với lãi suất ưu đãi. Số tiền tài trợ này sẽ được sử dụng trong 10 chương trình hợp tác trong vòng 3 năm cho nhiều lĩnh vực, chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp hóa, giảm nghèo, sức khỏe, văn hóa, an ninh, bảo vệ môi trường hay như phát triển xanh. Trước sự hiện diện của khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Phi, ông Tập Cận Bình cũng cam kết viện trợ lương thực khẩn cấp trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 143 triệu euro cho những quốc gia châu Phi mùa màng bị thất bát do hiện tượng El Niño. Trung Quốc còn tỏ ra hào phóng khi tuyên bố sẽ xóa nợ chính phủ không lãi suất đáo hạn vào cuối năm 2015 cho những nước châu Phi kém phát triển nhất. Và trong khuôn khổ chương trình hòa bình và an ninh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo tài trợ không hoàn vốn cho Liên hiệp châu Phi 60 triệu Mỹ Kim để hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các chiến dịch của lực lượng thường trực châu Phi và khả năng ứng phó nhanh với khủng hoảng. Ông Tập Cận Bình cũng cam kết tham gia tích cực vào các chiến dịch quân sự của Liên hiệp quốc duy trì hòa bình tại châu Phi. Về chương trình đối tác công nghiệp, Chủ tịch Tập Cận Bình hứa sẽ đào tạo 200.000 kỹ thuật viên ngay tại châu Phi và 40.000 người châu Phi tại Trung Quốc. Cuối cùng, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cam kết là mối hợp tác Trung Phi sẽ không bao giờ gây tổn hại cho hệ sinh thái và lợi ích dài hạn của châu Phi. Bắc Kinh hứa thực hiện 100 dự án năng lượng sạch, bảo vệ loài động vật hoang dã và phát triển nông nghiệp tôn trọng môi trường.